Vâng, với video tiếp theo thì bên em sẽ test thử chất âm để mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của dòng loa rất chi là gốc và thương hiệu. Đó là dòng loa JBL MR925. Dòng này thì được thiết kế 1/340 ở một tép kèn. Thiết kế rất chi là gọn nhé. 1/340 nhưng mà nhìn trông rất nhỏ gọn, rất phù hợp với những bác các bác khách dùng để trong trưng bày trong phòng khách hay gia đình đều rất xì là ok. Và những sản phẩm này thì rất xì đẹp nhé, quá đẹp luôn. Đây em sẽ quay sơ qua một chiếc để các bác biết được cái nguồn gốc của sản phẩm JBL MR925 nhé, model của nó. Và với sản phẩm này thì nó được sản xuất tại bang California, made in USA này, Mỹ nha các bác nhé, sản phẩm của Mỹ luôn. Những sản phẩm nó rất chi là đẳng cấp rồi. Đây nha, những sản phẩm này thì nó rất hiếm khi về, và những sản phẩm bên em đã lựa chọn và để cung cấp cho những các bác khách đam mê ca nhạc và đam mê những sản phẩm xịn, thì các bác sẽ không thể bỏ lỡ qua được những cặp loa nó đẹp xuất sắc như thế này. Với những sản phẩm này thì các bác vừa được trưng bày, thứ hai vừa được giải trí, và thứ ba là các bác vừa để của, đúng là nó quý mãi theo thời gian, sản phẩm nó càng ngày càng hiếm, rất chỉ là đẹp nhé, mà càng ngày nó càng đắt lên ấy. Với những sản phẩm đẹp như này thì bên em đang cung cấp với giá là 25 triệu tại cửa hàng nhé. Và giờ đây em sẽ test thử cái chất âm mộc mạc của sản phẩm loa JBL MR925 này. Và em chỉ chạy mộc nhé, chạy mộc vào cái đẩy sọt sắt nhé, đẩy sọt sắt này. Riêng dòng JB các bác chạy vào những đẩy sọt sắt thì nó rất là hợp. Đẩy WH này, đẩy CAF hay những chiếc đẩy Crown thì nó cực hợp với những sản phẩm JBL. Và phía bên trong này sau em video sau em sẽ test thử một cặp JBL, nó cũng rất chi là đẹp nhé, 1/50 chung 25 và tép kèn đó là 8/38 nhé. Nhưng với video này em sẽ test thử chất âm riêng để mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của JBL MR925. Nhiều lắm, bởi vì những sản phẩm này rất nhiều những bác khách đã biết cái chất âm của nó rồi. Và nói về thương hiệu của JB thì nó là thương hiệu được đánh giá là nhất nhì hay nhất nhì ở trên trong làng giải trí audio. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm loa JB hay những sản phẩm hàng xịn thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền tổ quốc. Và cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi video của em. Mong các bác bấm nút đăng ký và ủng hộ kênh của em. Và với video sau em sẽ test thử chất âm của đôi JBL 838 này, nó rất chi đẹp và chất âm của nó thì khỏi bị chê. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.